Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2016, Chủ nhật, tuần thứ bảy, mùa phục sinh, năm xe, trích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Stefano đầy thánh thần nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng, kìa, tôi xem thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Bây giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông, và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saulo. Rồi họ ném đá Stefano. Đang lúc ông cầu nguyện rằng, lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con. Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng, lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa. Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Chúa hiển tri, người là đấng tối cao trên toàn cõi đất. Chúa hiển tri, địa cầu hay hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kiêng ai bao. Chúa hiển tri, người là đấng tối cao trên toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của người. Bao nhiêu chúa tể hay cúc cung bái lạy người. Chúa hiển tri, người là đấng tối cao trên toàn cõi đất. Lạy Chúa, vì Ngài là đấng tối cao trên toàn cõi đất. Ngài rất đôi siêu phàm giữa muôn chúa tể. Chúa hiển tri, người là đấng tối cao trên toàn cõi đất. Trích sách khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã nghe tiếng phán cùng tôi rằng, này ta đến ngay, ta có phần thưởng để trả công cho mỗi người tùy các việc người ấy đã làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và cuối cùng, là nguyên thủy và cùng đích. Phúc cho những ai giặt áo của mình trong máu con chiên, để được hưởng dùng cây sự sống và được qua cửa để vào thành. Ta là Giêsu đã sai thiên thần đến làm chứng cho các ngươi về những điều có liên quan đến các giáo đoàn. Ta là gốc rễ, là dòng dõi David, là sao mai sáng chói. Thần trí và tân nương nói, hãy đến. Và kẻ nào nghe cũng hãy nói, hãy đến. Và ai khác hãy đến. Ai muốn hãy nhận lãnh, nhưng không được. Nhưng không nước sự sống. Hãy làm chứng những điều ấy phán. Phải, ta đến ngay. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự đến. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Chúa phán, Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng, lạy Cha chí thánh, con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con đã cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một. Con ở trong chúng và Cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai con và con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến con.
Lạy cha, những kẻ cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy cha công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con biết cha, và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin cho chúng nên một. Bài của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một, cũng như cha ở trong con và con ở trong cha. Sự mong ước của Chúa Giêsu đối với giáo hội của Ngài, đó là sự hiệp nhất. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên đây cho chúng ta thấy sự sáng suốt tuyệt vời của Ngài. Ngài đã biết trước sẽ có hàng triệu người tin vào Ngài, cũng biết trước rằng thảm họa lớn của các môn đệ Ngài chính là sự chia rẽ. Phải, sự chia rẽ là một đề tài thật sự đau thương. Trên thế giới hôm nay có biết bao sự đối nghịch, chia rẽ và hận thù. Giáo hội cũng không tránh khỏi những đau thương đó, ngay cả các cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Một linh mục Ấn Độ tên là Anthony de Menlo đã tưởng tượng ra một câu chuyện như sau. Chúa Giêsu than phiền với chúng tôi là Ngài chưa bao giờ được xem một trận bóng đá nào. Chúng tôi bèn đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công giáo. Đội Công giáo làm bàn trước 1-0. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau tới phiên đội Tin Lành làm bàn. Lần này Chúa Giêsu cũng vỗ tay reo hò và cũng tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm ngạc nhiên và khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu. Ông ta lấy tay đập lên vai Ngài rồi hỏi: "Ê, ông bạn ủng hộ bên nào vậy?" Xem chừng như vẫn còn kích động bởi trận đấu, Chúa Giêsu trả lời: "Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu mà thôi." Người khán giả đã tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, bây giờ lại càng bực bội hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: "Hắn này là một tên vô thần." Trên đường trở về nhà, chúng tôi bàn luận với Chúa Giêsu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài: "Thưa Chúa, những người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng về phía họ và nghịch lại với những người thuộc tôn giáo khác." Chúa Giêsu gật đầu tỏ vẻ ưng ý, Ngài nói: "Đó là lý do tại sao ta không ủng hộ tôn giáo mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo, con người quan trọng hơn ngày Sa-bát. Các con nên biết là chính những người có tôn giáo đã treo ta trên thập giá." Khi nói đến hiệp nhất, chúng ta thường mơ một sự hiệp nhất mà trong đó những ai nghĩ khác chúng ta vẫy về phía chúng ta. Sự hiệp nhất theo ý muốn của Chúa không phải ở sự xóa bỏ những sự phong phú riêng biệt của mỗi người hoặc của mỗi nhóm. Giáo hội phải xây dựng sự hiệp nhất trong sự tôn trọng những sự khác biệt chính đáng. Chỉ có một Chúa, một phép rửa, một đức tin, nhưng có nhiều cách khác nhau để diễn tả đức tin. Để nói về một Chúa Giêsu, chúng ta có tới 4 cuốn phúc âm. Tại sao chúng ta không chấp nhận có nhiều cách diễn tả, có nhiều cách sống tin mừng, sống đạo khác nhau trong giáo hội và trong thế giới? Trong lá thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô dùng hình ảnh các chi thể của một thân xác để nói về sự hiệp nhất của giáo hội trong sự đa dạng, trong sự bổ túc và liên đới của các phần tử. Thân xác có nhiều chi thể khác nhau: chân, tay, mắt, mũi, tai và các chi thể khác đều phải cộng tác chặt chẽ với nhau để làm cho thân xác nên mạnh mẽ, và cùng liên đới chịu trách nhiệm với nhau về sự lớn mạnh của thân xác. Cũng thế,
Mỗi người chúng ta là một chi thể của giáo hội. Tuy trình độ khác nhau, nhưng sinh quan khác nhau. Mỗi người đều phải cộng tác với nhau để giáo hội được phát triển và liên đới chịu trách nhiệm về sự phát triển ấy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo hội chúng ta, cho mọi phần tử biết sống hiệp nhất trong sự tôn trọng lẫn nhau. Hiệp nhất nhưng không đơn điệu, đa dạng nhưng trong hiệp nhất và hiệp thông. Lúc đó giáo hội được ví như một vườn hoa lớn và mỗi thành viên là một loài hoa khác nhau, một hương thơm khác nhau. Ôi đẹp thay, phong phú thay giáo hội của Chúa Kitô. Bài của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Mỗi ngày một câu chuyện đưa nửa tay. Có người nọ mượn thước, viết, đồ đựng nước, nhưng vì không cẩn thận nên làm bể đổ đừng đồ đựng nước. Lúc trả lại đồ vật thì bẩm với chủ nhân nói: hàng trực mộc, có nghĩa là mực tàu như thường. Có trúc quân, có nghĩa là bút lông bằng tre, bình an. Nhưng vừa đưa nửa tay thì đột nhiên đốt, tre bị gãy. Chủ nhân cười ha hả mà không trách mắng gì. Trích trong Hài Cự Lục, suy tư. Người nói năng nhỏ nhặn, ông hòa thì ai cũng thích. Người luôn tươi cười vui vẻ thì ai cũng mến. Bởi vì cuộc sống có nhiều lo toan và buồn thì nhiều hơn vui. Ai cũng vùi đầu chạy theo công việc, làm ăn. Cho nên sự nhã nhặn và vui tươi rất cần thiết cho họ. Rất ít người tức giận với người nhã nhặn và cũng rất ít người lên tiếng thóa mạ người vui vẻ. Dù cho người ấy có lỡ sai lầm thì người ta cũng dễ dàng thông cảm bỏ qua. Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Môi-se và lời chúc các ngôn sứ là thế đó. Đây là khuôn vàng thước ngọc mà chúng ta cần phải thuộc nằm lòng để sống với mọi người. Chúng ta luôn muốn mọi người cười tươi vui vẻ với mình, thì như lời dạy của Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần phải cười tươi vui vẻ với họ. Chúng ta rất muốn mọi người ai ai cũng đối xử tốt với mình, thì theo như lời dạy của Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần phải đối xử lại tốt với họ. Chúng ta không muốn ai chửi bới nói xấu mình cả, thì mình cũng đừng nên nói xấu chửi bới họ, vì chúng ta là người Kitô hữu. Nên sự đối xử lại với họ cần phải tốt hơn họ đối xử với chúng ta. Sự nhã nhặn và ôn hòa của linh mục, của tu sĩ nam nữ thì rất có ảnh hưởng lớn cho công việc truyền giáo, bởi vì nó phản ánh lại khuôn mặt hiền hậu của Đức Chúa Giêsu và sự khiêm tốn của Đức Trinh Nữ Maria trên con người họ. Bài của Linh Mục Giuse Maria Nhân Tài, dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư.